Bên. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng mình cũng không rõ nữa, nhưng mà tem bản có vị tướng Quillen rồi kìa. Thôi mình sẽ giúp chọn vị tướng Murat nha. Ok, giúp chọn luôn. Tí là mình sẽ đứng thứ 5. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng tem mình hiện tại trận này có bạn Arum đi support thế này, Murat đi rừng này. Tại vì những clip đi rừng của mình thì nó hơi nhiều ấy, vì thế nên có lẽ trận này mình sẽ không đi rừng nữa. Tèo Anat à. Bây giờ chỉ còn có ba lan thôi, xạ thủ này, đường giữa này và đường tà thần này. Đó, bắt Quillen nhé, Arum. Mình sẽ chơi về vị tướng John nha các bạn. Theo như mình thấy thì Tèo Anat thì phải gặp John. Đó, ôi dồi ôi lấy luôn. Trang phục thì nó cứ gọi là phê như con dê nha các bạn. Long thần sói. Wow, sói luôn hả, cướp luôn hả, cướp luôn, chơi luôn. Sợ cái gì, cướp luôn. Đúng rồi, cướp phải coi đường dòng á. Cướp từ đầu đến cuối luôn cho nó máu lửa. À đây đi với tôi hả? Ok con dê, qua hết luôn, đúng không? Qua hết luôn, chỉ để lại mỗi anh Murat ở nhà thôi. Đó, qua cửa tem luôn. Quánh nó ngay từ cấp đầu. Thế nó bị hấp dẫn, đấy đúng không mọi người? Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn rồi đúng không? Hấp dẫn rồi thì cứ từ từ. Nó ăn bù đỏ trước hả? Bù đỏ trước hả? Không, mình bây giờ mình cứ có cái con nào mình ăn ra đường có con rồng trước ấy. Đúng rồi, dừng ăn thôi. Ông dừng ở lại. Bốn người qua thôi, bốn thằng qua nhá. Đấy, kìa không? Anh em bàn tính kiểu giống như là chiến thuật cướp ấy, chiến thần cướp đấy. Ok, ăn đường dòng chưa các bạn? Tại vì đường thần nó sẽ ở đường xa đường dòng. Mình ăn đường dòng xong rồi mình sẽ chạy về đường dòng, mình ăn quái luôn, ngon. Bùa bên dòng đi ba, bùa dòng á. Chết rồi, chưa kịp chat nữa, xong rồi. Thôi xong đi mày, nãy giờ hui nhau, rủ dê nhau. Đấy, cái thứ kiểu qua đà điểu, nhưng mà bây giờ alo anh nghe. Bà Dùm đặt cái tên vãi lều. Alo anh nghe. Ua, bà Alistair là bạn ấy khẩu súng nhỉ, bắn tất. Đó, ghê không. Quá ghê luôn đấy chứ. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng John với trang phục long thần sói cho các bạn xem nha. Trang phục này là cái trang phục ngày xưa trong sổ sứ mệnh các bạn. Vì thế đây là cái trang phục không thể mua được và cũng không có thể gọi là đổi đá quý được luôn. Cái trang phục này nó nằm trong cái sổ sứ mệnh ấy, các bạn thấy bậc ES không? Ủa? Cái trang phục này đổi đá quý không ta? Chết rồi, mình nhớ không. Hình như là ủa, mình không nhớ nữa. Tại vì mình cũng ít khi vào cửa hàng. Thôi bỏ qua cái vấn đề đi ha. Mình quên mất tiêu rồi. Nói chung là mình cũng không quan trọng quá về cái trang phục. Mình thì xài mặc định cũng được cái cơ. Đây, người ta chơi hay thì người ta đâu cần trang phục chắc biết gì. Trang phục chỉ nó làm màu thôi, thể hiện là mình rickit các thứ kiểu thôi. Bậc SS là rickit rồi đó. Rồi vào trang phục này có hiệu ứng kia, khí năng biến về chất lắm các bạn ạ. Đó, con rồng nó bay vùng quanh ấy, to. Rồng nó to ơi là to, to tí là to, to quá trời to luôn. Ăn rồng, ăn bùa rồng nè. Bùa rồng nè, Azum ơi. Bùa đỏ. Qua đây, nó ăn bùa đỏ nè, qua phang luôn. Ê, Alate tới. Ủa, thấy cái bóng dáng của con nó, cái mặt nó biết biến thái rồi. Ủa rồi, ba Zoom support hay là Arum support đây? Quá trời rum luôn. Bây giờ mình không biết Zoom nào nó cũng chơi này. Ui ôi, xấy cho hai cái vào mặt thôi. Quéo con cua luôn các bạn ạ. Sướng thế còn gì. Thích nhây à? Có chiêu 2 là sẵn sàng cho bạn ra đi luôn đấy. Ui, đau quá. Ui, ôi giời ơi. Mẹ, nó bắn được 3 cái các bạn ạ. Cày thế nhờ. Giờ mình đét trụ mình ôm thôi. Chứ giờ thò mặt ra Tèo Anat nó bắn cho chết là gì. Rồi mình đâu có ngáo ngơ đúng không. Rồi người ta thông minh lắm. Bạn muốn ăn hiếp tớ đâu có dễ. Anh ngáo mà. Không phải làm vừa đâu. Nhờ bằng cái chiều 2 thôi. Lính lác nó chết hết. Không có phải lo nghĩ về nước Mỹ các bạn ạ. Cái gì muốn ăn từ từ đúng không. Trời ơi, người ta tính cả rồi mà. Làm sao. Thôi xong. Em trời ơi, người ta tính cả rồi mà sao vẫn chết nhở. Cái đậu xanh nhà nó chứ, nó bắn cho bạc hai cái bằng cái chiêu 1. Nó bật chiêu 2 của nó khá là xa. Thế là mình xong luôn. Mẹ mới có cấp 2 thôi đấy. Mới cấp 2 mà nó muốn lấy luôn cái trụ của mình kìa. Mấy cái đứa này láo thế nhở. Bực hết cả mình. Được rồi, để đó. Cay rồi nha. Đụng chạm tới gọi là máu gọi là dê của mình rồi đó. Ui rồi ôi, mới có cấp 2 mà lấy luôn cái trụ của mình kìa các bạn. Cắt tê, chém nó luôn. Đúng rồi, không cho để trứng. Đậu xanh nhà chúng nó này. Dám lao vào anh ngảo là bữa ấy. Đâu biết cả đâu không hả? Ra đây, ra đây mình chơi khô máu luôn nè. Ủa, bực mình quá đi mất thôi các anh em. Trời ơi,
mới có cấp 2 thôi mà chúng nó dám lấy trụ của mình. Trời đất ơi, đúng là sai một ly là đi một dặm liền. Sai một tí xíu thôi, mất luôn cái trụ các bạn ạ. Bay vào đây mà kiếm chuối này. Ui ôi, trụ nó bắn cho hai phát đầu té. Ơi, quay lên nó tới kìa. Chạy, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy, 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 bạn ơi, chạy bạn ơi. Chạy đi luôn, chạy đi luôn. Ôi, thôi, em sai rồi, Ai xin ra kìa. Cứu tớ. Anh em mi. May quá. Bạn ấy di chuyển hơi ngáo ngơ trên ngành bơi một tí. Mình giúp bạn ăn bùa nhá. Mình giúp bạn thôi mà. Mình không có ý định gọi là xà mông xà má con bùa của bạn đâu. Bạn lại cứ đừng nghĩ xấu cho mình. Mình là một người tốt mà. Tao bắn mày chết nè. Ủa bắn rất chuẩn xác nhưng mà lại níu chúng ai. Nó né được các bạn ạ. Nó quá hay luôn rồi. Do là một vị tướng xạ thủ có khả năng cuối trận nó xấy một băng thôi các bạn ạ. Chỉ cần sử dụng một cái nội tại của nó thôi, nó khiến cho các bạn một nửa cây máu hoặc cũng có thể gọi là bay mất xác của tên bạn. Cũng như là mấy con máu yếu, giấy máu yếu giống như là AD hay là pháp sư ấy. Rất là nhanh luôn các bạn ạ. Rồi, và zoom lao vào. Cắn rồi, hay lắm, băng. Đó đang đánh kêu hư nè một cái thôi. Nó bắn mình giật cả cái mông lên trời các bạn ạ. Đau quá trời quá đất luôn. Làm sao? Bây giờ các bạn muốn làm sao? Nó tới chạy đi bạn ơi, chạy đi. Chạy, đầu xanh biết là mình tới luôn rồi. Chơi luôn, 3 đánh với 3 này. Đừng có ngái con rán nào. Này thì teo an át này. Ui giời, bắn nó lại không hụt phát nào. Ấy, quy lên tới. Chết mà nè. Rồi, em sai. Anh ơi, đừng bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi, không em bắn chết vợ anh rồi đây. Nhá. Mặc dù em biết anh BD nhưng mà anh vẫn có vợ mà đúng không? Quy lên cái mặt nó rất là biến thái. Trông cái mặt nó rất giống BD nhưng mà nó biến thái lắm. Nhìn cái mặt nó đều đều mà. Quá nạn lắm. May đấy, may mình tốc biến nhanh đấy. Chậm một giây là gây tai nạn nó nữa rồi đó. Quéo con cua luôn. Úi giời ơi. Bắn thế mà không chết con lính nào nhỉ? Vô lý. Rồi 2 chết 5 luôn. Rồi ôi, support với cả pháp sư tên mình phế quá các bạn ơi. 0-2. Ôi lúc đầu mình 0-1 đấy nhưng mà bây giờ 2 chết 1 này kìa. Đó. Ghê không? Các bạn thấy ghê không? Ôi mình bắn AD mà không gây ra được. Bình thường mình mà, anh Hảo mà, không phải dạng vừa đâu. Rồi em tới đây, hãy xem tới đây. Chết mà nè, hư nè. Quéo con cua vì được quy lên luôn các bạn ơi. Thấy đã không? Mọi người xem mình KS này, để dành chiêu KS này. KS này. Trời ơi, để mạnh mãi cái chiêu cuối để KS. Thế mà cuối cùng không KS được. Mình tính cả rồi đấy mà cuối cùng không qua được. Mình đứa Arum cho mình. Thế mới ghê chứ. Có củ xanh sướng nhá. Sướng gì còn gì. Ăn dòng kìa, ba dương. Bỏ con mấy con lính đi chạy ra ăn dòng đi trời. Bạn còn đứng đây tính sờ múi, sờ mút với con lính của mình nữa trời. Nghĩ sao vậy bạn? Mạnh mẽ cái nào? Yếu đuối mỏng manh vãi cả lều ra. Ăn dòng, rồi hay lắm, dòng đã bị hạ gục rồi các bạn ơi. Mình đánh thôi. Dùng tốc bắt đạt nha các bạn. Ôi, dù béo kìa, bắt đầu xanh. Này thì rình mò này, tao bắn mày chết này. Rình mò nè, hương nè. Dù béo rình mò, kè, giết nó luôn. Lao nhau lăn cháo liền. Đó, gặp quê đen là các bạn đừng có chạy nha. Thẳng mặt nó mà chơi luôn. Nếu mà các bạn chạy thì nó sẽ gọi là chém vào các bạn, mông các bạn. Trời mồ kim nó chém vào mông, nó sẽ kêu tách. Và tách thì là các bạn sẽ bị chết ngách luôn đấy. Chết nguyên không quên luôn. Các bạn biết tại sao không? Chí mạng á. Ôi thôi, con quay thẳng mặt chém nó luôn. Ồ, nhìn con rồng kìa, đó, đá không. Đó, kỹ năng biến về của John và Long Thần Xoái đó. Bắn nè. Hư nè. Bắn không trúng ai hết nhưng mà vẫn cứ gọi là hư nè thôi. 5-1 rồi các bạn ơi, tem mình ăn được 6 mạng, mình quất được 5 mạng rồi, ui xinh nhất tem kìa. Ôi, lúc đầu 0-1, tưởng quế nhất tem, ai ngờ đâu. Đúng là người tài có khác nhờ. Đánh làm sao có thể lứa gì mà mắt tờ được. Mấy cái bạn này cứ thế. Không phải đâu, do mình cãi F2 vậy các bạn ạ. Chứ không phải mình bắn hay đâu. Các bạn đã xem clip của mình thì để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì click nhẹ phát nút đăng ký kênh. Cái nút màu đỏ ở bên dưới video clip đó. Nó màu đỏ đã ghi chữ đăng ký đó. Các bạn nhấn vào đấy giúp mình nha. Mình thấy nhiều bạn xem clip của mình và các bạn chả đăng ký hết trơn. Uầy, cắn luôn à. Máu thế, hư nè. Bạn rất chuẩn xác. Nhưng mà không đủ đam hạ gục. Đấy, nó hơi yếu một tí thôi. Em tới đây, trời đất ơi. Nghĩ sao vậy, bắn nó luôn, ulti luôn hả, hay quá bạn ơi. Chỗ nó trâu vãi trưởng ra các bạn ạ. Có Alete kìa, hồi nãy hành tôi đi. Này, mày hồi nãy nghe nói em trụ ngay từ cấp 2 luôn à.
ăn trụ ngay từ cấp 2 luôn à. Cây đậu xanh chơi bằng luôn này. Ấy da, quéo càng cua luôn. Tất cả cúc cúc ra để cho tôi anh Hảo thể hiện. Đây, ngon ngay. Ui, anh dưa béo này. Cứ thế anh ấy làm người ta hết cả hồn. Chán rồi mà tông biến rồi đấy. Cũng may là tay mình nó không nhanh hơn não đâm ra thì dừng lại một kịp thời đấy. Không tí nữa là mất cái tốc biến oan uổng lắm các bạn ạ. Nó bay lên nó hù mình một cái thôi. Xếp nó để cái tốc biến nó ra đi, không cánh mà bay. Ôi quên đen kìa. Anh ơi bình tĩnh anh ơi. Làm gì đó. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái thương xuyên phá nha các bạn. Đó, thương xuyên phá là bắn rất là ra luôn đấy các bạn ạ. Nếu như các bạn lên thanh kiếm xong rồi thương xuyên phá thì thôi, bắn nó đảm bảo không phê không tính tiền. Rồi xong lên luôn. Có ba dương ở đây, mình đâu có ngán bất cứ con rán nào. Tay mình hôm nay có hai bảo kê nha các bạn. Một là Azum này, hai là Arum này. Trời ơi, toàn là những cái con trâu bò mà mình thích thôi. Mấy bạn cứ việc tanh đấy, bắn thành cứ thế giới cứ để cho mình lo. Này thì Zina này, này thì Zina này. Ui ôi, đi đâu con sâu. Ây da, cây đậu xanh nhà nó thoát rồi kìa. Trời ơi, mình sấy có chiêu 1 cũng chiêu 2 thôi đấy mà giờ gần đai luôn các bạn ạ. Gheo 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 gheo. Mình thường thường thấy những cái clip về vị tướng John này khá là nhiều bạn thích. Chắc có lẽ là do cái con tướng John này nó mạnh. Các bạn thường thường mình thấy là các bạn khoái chơi mình chơi John hơn là chơi teo ăn nát thì phải. Còn con John du béo cái nó đẩy nhà kìa các bạn về nha. Để mình chạy về mình đét nhà cái. Mất trụ đường dưới rồi, mất trụ đường trên rồi, mất trụ một trụ rồi. Không kịp đâu. Lag quá hả? Ồ, bạn bị lag hả? Không sao không sao. Chuyện đâu còn có đó. Cái khó cứ để John lo nhá. Đấy. Béo đâu ta? Mẹ nó gào nó giống bụi bụi chạy ra sờ mông sờ má mình cái không? Nó kêu trang phục đẹp thế, nó xé áo xé quần mình ở đây nữa thì khổ. Nó lại lấy luôn cái cây cung của mình nữa thì chết. Chết nhau luôn đấy. Gì ba? Lát quá hả? Sao đơ như cây cơ vậy? Bạn ơi, từ từ mấy bạn ơi. Anete nó kìa. Này đi Anete này, đậu xanh. Anete này bưởi. Anh ơi. Đậu xanh nhà nó. Ôi support ơi, bạn ơi bạn đi cùng mình nha, bạn bảo kê tớ này bạn ơi. Trời, hiện tại mình bây giờ đang xanh nhất tem luôn á. Rồi xong Arum ơi, là Arum ơi. Arum với ba Arum một người đi cùng mình là ngon rồi. Mấy bạn ấy đi đâu mất tiêu, chẳng có ai đi cùng mình hết trơn. Nó mang trụ nó sơi mình luôn các bạn ạ. Chạy đi. Nãy cũng một lần, giờ cũng một lần nữa. Cái con Teo Anat này với cả con Anat Te này kết hợp với nhau khó chịu kinh lên các bạn ạ. Bực mình ấy nha. Ở mình để mình chat các bạn support, bạn đi theo mình coi. Chứ nếu mình cứ đi lang thang lơ thơ lẩn thẩn bực mình như này tí chúng nó gọi là lật kèo chết. Mặc dù Teo mình bây giờ không phải là thắng nhưng mà rất là đáng sợ. Tại vì chỉ có một mình xanh nhất tem thôi. Các bạn phải bảo kê cho mình. Ôi dù béo kìa, hãy xem ra đây. Khiang. Rồi chúng rồi. Chúng gió rồi, hay quá Thảo ơi. Cái gì vậy, sao lại ăn bùa của nó à? Bị tướng Azum ơi. Đeo hiểu. Bạn này không hiểu nữa kìa. Sao lại ăn bùa của nó vậy? Bạn ăn bùa thì để mình ăn cho. Bạn ăn làm gì? MS cao vờ cờ lợ. À, bạn ấy kêu là binh cao đúng không? Trời ơi luôn. Hãy xem tới đây. Hư nè. Đi đâu con sâu này. Gặp anh Hảo anh xấy một cái vào mông thì cơ mà. Đúng rồi, ném lại sao luôn. Vang nó luôn. Chôn nó. Quýnh nó. Quyên, hay quá bạn ơi. Trời ơi, chôn rất chuẩn xác. Chúng cả hai người, em xấy vào mông nè. Ủa, nó ulti vào đấy đẹp quá các bạn ạ. Nếu ăn được, hơi bị cay luôn. Tiếc thật. Đâu rồi, con hàng. Con hàng đâu rồi? Có rồng luôn kìa mọi người. Wow, Arum làm gì á? Ở team mình không có đủ người đâu nha. Mua ra tới. Zuka team bạn đang ở bên rừng dưới rồi, chơi luôn được á. Phang nhau luôn được á. Phang luôn, hãy xem ra đây. Quéo cung cua luôn các bạn ơi, phê quá à. 72 rồi kìa. Mình giết được 7 mạng rồi kìa các bạn. Ôi xanh không. Nói chung là mình thích chơi những vị trí như là AD xạ thủ thôi. Xạ thủ hoặc đi rừng thôi. Nói chung là hai vị trí đó là mình thích chơi nhất. Đi tốt mình cũng có thể đi được. Mid cũng có thể đi được, support thì cũng được luôn. Nhưng mà mình vẫn thích đi xạ thủ với cả rừng. Tại vì hai cái vị trí đó là để gánh tem cho nó dễ các bạn. Ủa
chém kìa, chém kìa, chém kìa. Em tới đây. Đâu rồi, cho bắn đi coi. Úi giời, con teo ta, tao tính cái sờ mông mình cái gì. Bằng tính bắn giật vào mông tôi hay gì. Thằng khốn nạn biến thái này, nãy giờ nó ăn mình hai mạng hơi bị cay rồi đó. Hai mạng đều có con teo nát này, nó lạm dụng tình nó tính gọi là lạm dụng cái chiêu của nó bắn vào mông mình. Cay thế cơ chứ. Bực hết cả mình ra. Ở trong cái bản Saison thì con tổ này nó không có cái sự cơ động, chỉ có một cái tốc biến để chạy thôi. Vì thế các bạn cứ giữ khoảng cách cho nó xa xa cái bụi lùm một chút. Sợ nhất là ở trong bụi lùm ấy. Ui dồi bạn ơi, Arum ơi, có ai đâu mà bạn bật cái nội tại ấy làm gì. Tí nữa thì đến khi mà đánh nhau Quy lên nó lao vào lại méo có cái nội tại sao chơi. Vãi Arum ạ. Bạn ấy bật cái nhẫn phong thần đấy các bạn. Teo nát đây bạn kìa. Teo nát sao có bụi xanh ấy nhở. Mọi người có để ý vị tướng du béo tên bên kia không? Toàn đi lẻ đẩy trộm thôi. Nếu các bạn không tỉnh một cái là có khi nó lấy hết trụ nhà mình luôn nha các bạn. Mày lấy hết trụ là mùa ấy. Xây vào mông mày bây giờ thế này. Kìa mọi người thấy không? Thấy con du béo không? Rất là láo cá luôn. Nhưng mà may quá đồng đội mình đã về rồi. Chết nè. Hãy xem ta đây. Hư nhẹ. Lao nháo lần cháo nè. Murat về rồi các bạn. Oh my god. May quá. Lên luôn. Thắng luôn. Tao nói chỉ còn có 2 người thôi. Này thì Teo Anat này. Yêu các bạn thấy mình xấy không? Này thì mẹ bắn ngay mông luôn. Không đủ đam các bạn ạ. Trời ơi. Xấy đúng một cái nội tại thôi. Teo Anat gần đi luôn kìa. Ôi đáng sợ quá. Sát thương của mình là như vậy cơ mà. Không phải dạng vừa đâu. To như cái bánh xe bò luôn. Lấy trụ đường dưới luôn. Nên con dù béo nó cứ lạnh lùng nó đi nó trộm trụ. Và đấy mình tính về đấy. Nhưng mà thấy Murat về nên ra mình thôi bỏ. Nó lấy được cái trụ đường dưới cho mình lấy được cái trụ đường giữa cho em bạn. Thôi kệ không sao. Nào vào đây. Bơi vào đây. Giờ đây mà kiếm chuối này. Chơi nó luôn không? Chơi nó lên. Sợ cái gì không biết nữa cơ chứ. 9 mạng rồi. Mình ăn được 9 mạng rồi. Trời chúc mình ăn cái con bùa xanh cái nha. Trời đó. Xốc lên. Giết. Bắn cấu xe nó. Bắn vào mông, phang vào má, đá vào người nó. Đừng có ngại ngùng cái gì hết trơn ấy. 18 giết 10 rồi. Team mình hiện tại cũng khá là xanh. 18 mà mình ăn hết 9 mạng rồi nha các bạn. Uầy. Hay quá đi. Chơi nó luôn mà ơi. Quất vào mông nó. Xấy nè. Tất cả cúc ra. Úi giời ơi. Ấy cái trụ đường dưới kìa, ai về đi. Ôi Murat về rồi, Bazum về rồi. Mừng quá, xém chết. Xém nó thì không có ai về. Ủa lại sấy. Một cái pha sấy đi vào lòng người của vị trí John, vị tướng John chứ. Các bạn thấy không, mình sấy không? Sấy rất là gắt luôn nha các bạn. Sấy rất là gắt luôn. Chơi nó. Xông lên, bắn. Tem nó chỉ còn có 2 người thôi. 3 đấu với 2 đúng không? Ở lính vào này mọi người. Lính vào này. Eo ơi, đau quá rồi. Mẹ cái con cua lên ở đâu nó móc bông mình ấy trời. Lên cho nó giáp bụng mạnh không lên. Nãy giờ tẩu lão thế không biết được chứ. Nhờ. Mà đấy mình phải lên giáp bụng mạnh mới đúng chứ. Nanh phê đi làm cái gì. Không cần thiết. Phải lên giáp bụng mạnh cho nó. Nói chung là trang bị của mình là kiếm phân đi này. Thánh kiếm này. Rồi thương xuyên phá này. Áo choàng băng giá này là rất là mạnh luôn rồi đấy. Bây giờ phải lên giáp bụng mạnh như là ngon ngay. Có nội tại bùa dầu nữa kìa. Murat lụng nữa còn bùa dầu nữa kìa. AD chết nhanh vậy. Hết máu ăn rồi ơi. Trời ơi, người ta hết máu, còn có chút xíu máu à. Lại chẳng chết nhanh. Bạn ấy cứ đùa nhau, bạn ấy kêu AD chết nhanh vậy. Trời ơi, còn tí máu. Làm tí cái nó lao đảo thôi. Con Zina nó làm xẹt. Cái là quéo càng quân rồi, ba Zoom về không chịu về. Nhây kìa, nhây này. Thích nhây không? Bạn ấy cứ tưởng mình là bá đạo à. Một mình tôi chấp hết à. Vãi cả lều chấp hết à. Phải lên giày hộ vệ cho nó. Đó. Xong rồi lên cái nó huân chinh choi. Khỏi lên giày kiên cường luôn. Đó, nó mới trâu được. Tại giày hộ vệ nó giảm 15% sát thương mà. Murat lao lên rồi. Anh ta tính làm đây, lao lên, chém gió. Rứt mạnh mẽ từ vị trí của Murat. Thật tuyệt vời. Rồi Quy Lên đang tấn công con tà thần. Mình tới tà thần rồi đây anh em ơi. Arum đâu rồi? Trời ơi, bạn ơi, bảo kê tới đấy bạn ơi.
bạn đi cùng tớ này, tớ mới bắn được. Rồi xong, như vậy là vị trí của vị tướng gọi là Quillen đã bị mình bắn rồi. Chết nè, giết nó luôn, giết nó, băng vào mông nè. Ôi ôi sấy kìa, mọi người thấy mình sấy không? Ôi, chết, cứu tớ, Happy, sấy bạn luôn nè. Ui giời ơi, sấy bạn luôn nè, mình cũng tự mình ngoé không cô luôn rồi. Được quá. Chột hay quá, Arum tới. Hai đánh một không chột cũng què. Quýnh nó. Này thì ngu người nè. Còn ra không mạnh nữa, đừng có sợ, quýnh nó luôn. Đúng rồi. Xanh, nó mới hiện hồi, vì hiện hiện cái người lên cái ông ba zoom ông nắm đầu ông ném đằng sau, trông nó bựa vãi trưởng ra các bạn ạ. 12 chết 4 rồi kìa các bạn. Xanh không? Mọi người thấy mình xanh không? Ồ, chi giòn mà. Qua đấy không có ba zoom, có ba zoom bảo kê mình nữa thì cứ mà teo nát em bạn, cứ mà mất xác với mình ngay. Chỉ cần một cái chiêu 2 hoặc cái chiêu 1 thôi, cộng thêm cái nội tại tôi là đảm bảo không có răng mắn cháo các bạn ạ. Gắt lắm. Do nó rất là mạnh về cuối trận. Tính là hiện tại bây giờ mình đang rất là mạnh nha các bạn. Rồi em tới đây, em tới đây. Hãy xem tới đây. Bắn. Rất chuẩn xác. Thật tuyệt vời. Đó là những cái pha mà giòn khiến cho tem bạn khá là cay cú. Nhưng mà pha đấy bạn nhiều máu quá, đâm ra bạn không cay. Bạn ấy còn cười, cười như cung cú luôn ấy, chứ cay gì. Sơi tà thần luôn à. Wow, đeo cái nội tại nó sấy một phát. Mấy ca đam này rồi béo nó lạnh lùng. Vẫn lạnh lùng đi trộm trụ à, cái đậu xanh. Bạn vẫn lạnh lùng đi trộm trụ à. Giết nó. Giết nó đi bạn ơi. Rồi, Aleto ulti rồi. Ulti chưa? Tốc biến ulti từ vị trí Aleto. Vâng, mình tới rồi đây. Can bắn bèng. Đẹp mắt quá trời luôn. Đó, các bạn thấy mình sấy về đường giòn. Đã không? Ôi, đi đâu mà bụi mà vàng, đúng không? Thoát làm sao khỏi bàn tay của mình được. Ôi ôi, nghĩ gì vậy? 19 phút rồi kìa các bạn. Lên luôn nè. 4 người lên đủ rồi. Mình với cả Aleter bây giờ Quillen lao vào hát Aleter ulti cái. Aleter ulti không thì Arum ulti một cái là đảm bảo. Rồi xong, đi đâu mà bụi mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải cây. Xấy cái con này một cái là này thì nhây này. Quillen bay vào và kiếm chuối này. Láo nháo vậy, chạy đi đâu con sâu này, ra hết đây, bơi hết vào đây, còn cố gắng níu kéo này. Wow, chủ bắn đau quá đau luôn rồi, nhưng mà thắng rồi còn đâu. Rồi, rất là xanh đúng không các bạn? Các bạn thấy mình chơi giòn ghê không? Quá là ghê đúng không? Có bình thường thôi, các bạn thì cứ thế. Bạn nào mà xem mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình rồi nha. Tại vì mình thấy dạo này đăng ký kênh chậm quá. Mong các bạn đăng ký kênh cũng như ấn like, comment để kênh mình có đề xuất. Có một chút xíu đề xuất thôi. Wow. Hiện tại bây giờ mình chỉ up một ngày 2 clip thôi nha các bạn. Vì thế khi mà các bạn xem clip của mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. 3 clip, một clip trên kênh Anh Hảo Online nữa. Tổng cộng là 3 clip nha các bạn. 3 clip, 2 kênh, 2 clip trên kênh Anh Hảo, 1 clip trên kênh Anh Hảo Online. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn tất cả gặp lại các bạn ở trong clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Bye bye.